Nói về những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam bây giờ, cái cuộc biểu tình ở đầu đường đây, đầu đường cái phố báo này đây, phố Bô Răng bên này đây, thì đương biểu tình về báo Người Việt đã đăng cái hình một cái chậu rửa chân của một cô làm nail, và cái chung quanh nó có cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, và ở đây nói rằng thì là đã cái cô bé đó và cái âm mưu của báo Người Việt đã làm nhục cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên bây giờ đòi báo Người Việt xin lỗi và báo Người Việt phải sửa đổi, và báo Người Việt cũng phải thay đổi vũ ánh vũ yếc. Nhưng mà gì nữa? Nhưng mà đi sâu vào vấn đề, thưa anh, tôi vẫn nghĩ Đỗ Ngọc Yến, nó nói hơi sẽ dài tí, Đỗ Ngọc Yến là người đã có công xây dựng đến báo Người Việt, và Đỗ Ngọc Yến cái năm trước đây người ta nhắc lại cái tội của cái báo Người Việt là cái năm 2006 đã đăng cái bài thơ của Nhân Quang chúc Tết đó, và chúc luôn cái Đảng Cộng sản Việt Nam tên của những cái người đó. Thì tôi phê bình rằng Vũ Ánh và Đỗ Ngọc Yến đã tự chấm dứt cuộc đời truyền thông di tản gây hận thù của mình. Đỗ Ngọc Yến nằm cái đó, và Vũ Ánh là cái người đã chọn cái đó là một cao thủ trong làng báo. Vũ Ánh đã chọn cho mình một cái sân khấu đẹp nhất để Vũ Ánh ra đi, chấm dứt cái vai trò di tản, cái vai trò truyền thông di tản, giữa tiếng vỗ tay và tiếng la ó, giữa tiếng ồn ào. Tôi nhắc lại là thì là ở đấy cũng giống như Lime Light rồi đó, cái phim đó, cái người nghệ sĩ chết trên sân khấu giữa cuộc đời. Còn cái lần này Vũ Ánh, tôi cho rằng cũng lại vẫn cái hình đại cái chủ tâm đó, bởi vì rằng cái hình này cắt ra trong một cái cuộc triển lãm lớn, mà cái cô bé này lại là một cô, thực ra cái te giờ của họ là hòa giải dân tộc, và con bé này là một con chống cộng đó, chống cộng. Nhưng mà Vũ Ánh khéo ở cái chỗ báo Người Việt nó lại chơi cái rơ cao ấy, là tôi đưa một cái hình này lên để mà chửi ồn ào lên, nhưng mà tất cả cái sự chửi đó xô vào một cánh cửa chống đối, mà cái chống đối đó nhầm rồi, thưa. Cho nên có những người đi vào internet, đi vào website nói rằng chính cái tên cái cô này đó, báo Người Việt nắm rất vững nhưng mà đã đổi cái họ để cho người ta đừng tìm thấy. Cho nên đó, bên Bùi Bảo Trúc rồi thì báo Việt Tai mà mấy người hô hào đó là chống cô này là làm nhục lá cờ, nhưng mà thực ra là cái cô này mới là cái người yêu cái lá cờ, quý cái lá cờ, trọng cái tình nghĩa của cái bà mẹ chồng. Và bà mẹ chồng này đó, nó mới nói về cái thân phận của người di tản, cái tình nghĩa, cái đáy của vấn đề là cái tình nghĩa. Bây giờ sau bao nhiêu năm lộn xộn ở hải ngoại này đó, Võ Đại Tôn thì về bên kia, những người khác thì làm giàu, nhưng mà còn cái người mà nhiều lòng nhất, cái người đúng nhất ấy, là những người thợ làm neo, những người thiệt thòi nhất. Trong chúng ta thường khinh nhờn, đôi khi coi cái người thợ làm neo là cái người mà con cái sang không học, luật sư bác sĩ thất bại, nhưng mà chính những cô làm neo hiện tại bây giờ đã tạo nên, đã nuôi sống bao nhiêu gia đình. Và trong những cuộc quyên góp của đồng bào hải ngoại, những cô làm neo là những cô bỏ tiền nhiều nhất. Thành ra ông còn nhớ cái hôm Tết tôi có nói một câu rằng chúng ta bịa ra cái chuyện là chúng ta đi tìm tự do 30 tháng 4, chúng ta khoe rằng thì là có một ông này bây giờ đi lính ở trong bên Iraq, đi trong quân đội ở bên Iraq. Thì hôm ấy tôi đã nói với một ông luật sư di tản qua đây, tôi nói rằng thì là nếu 30 tháng 4 mà chúng ta thực sự ra chúng ta định đi tìm tự do, và chúng ta lập, chúng ta để về giải phóng quê hương, thì lúc bây giờ qua đây các ông đã vào quân đội Mỹ, và giờ này các ông đã có vài ngàn tướng tá trong quân đội Mỹ hay là trong chính trường Mỹ, thì ảnh hưởng biết bao nhiêu đường lối của Cộng sản Việt, và áp lực bao nhiêu với lại chính quyền Mỹ, và ảnh hưởng bao nhiêu đối với đất nước. Trong lúc các ông ấy đi qua đây là các ông ấy tìm cho con đi học luật sư, bác sĩ để đi tìm
để đi tìm tiền.